Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng xuống nước ta cũng theo hướng lệch đông, nên nó chủ yếu tác động đến khu vực phía đông bắc bộ. Vì thế, trong khoảng đêm nay và sáng nay, ở khu vực này tiếp tục có khả năng xuất hiện những cơn mưa nhỏ và sương mù. Các khu vực còn lại của bắc bộ trời ít mưa, nhưng sương mù vẫn xuất hiện nhiều trong buổi sáng sớm. Đến trưa chiều ngày mai, ở các khu vực này trời vẫn nắng nhẹ. Khu vực ven biển nhiệt độ chỉ từ 19 đến 23 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời có nắng từ sớm, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn giữ ẩm mức cao từ 24 đến 26 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, sáng nay vẫn có mây nhiều, sương mù nhẹ và lác đác mưa nhỏ vài nơi. Đến trưa chiều, toàn miền Trung trời tạnh ráo, nhiều nơi có nắng nhẹ. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai có mưa một vài nơi rải rác ở khu vực ven biển. Đến trưa chiều mai vẫn là nơi trời nắng nhẹ. Vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Bắc Trung Bộ giảm nhẹ xuống còn từ 23 đến 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ thời tiết thay đổi, vẫn có nắng sớm và nhiệt độ cao từ 25 đến 28 độ. Xuống phía Nam thì nhiệt độ càng tăng hơn, cao nhất trong ngày mai ở khu vực Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang ở trong những ngày nắng này, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới ở cả hai khu vực sẽ tăng cao. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ tăng lên mức từ 29 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cũng ở mức từ 31 đến 33 độ. Về đêm, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng tây Nam Bộ ở từ 22 đến 25 độ, trời mát mẻ. Chuyển sang thời tiết trên biển, điều đáng lưu ý vẫn là hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 5, biển êm. Còn tất cả các khu vực biển còn lại đều có chung tình trạng thời tiết tốt.